Vào cao điểm mùa mưa bão, nông dân vùng trồng màu của thành phố Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn, thường là không thu hoạch được do mưa lớn và nước ngập kéo dài. Người trồng lỗ tiền công và chi phí. Mặc dù nước đã rút nhưng diện tích rau màu bị thiệt hại nhiều. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. 2,5 công rẫy của anh Lê Văn Gõ ở ấp Dòng Giữa, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu bị oi nước và sâu ăn nên phải phun thuốc hủy bỏ cho đỡ tốn chi phí thuê người nhổ khi giá mỗi ký cải xanh hiện tại chỉ có 2.000 đồng. Xuống vụ cải xanh đợt này, anh Gõ đã tốn vài triệu đồng tiền chi phí nhưng không thu được đồng nào. Liền kề với rẫy của anh Gõ là rẫy của bà Lâm Thị Sĩ, chỉ lừa thừa mớ ngò và cải xanh còn sót lại sau khi bị ngập bởi cái trận mưa vừa rồi. Để giảm bớt chi phí, bà Sĩ trồng lắp vụ thêm ngò rí, cải xanh, rau cần và ớt, nhưng mọi thứ còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Từ 5 giờ sáng, bà tranh thủ mót đến trưa được khoảng 20 ký ngò, giá bán chỉ vài ngàn đồng mỗi ký. Chứ mình một lần xới một lần khó. Lần xới là mấy triệu bạc rồi xới rồi bắt dòng rồi thêm mướn người ta không mà mình đâu có làm được đâu. Mình chỉ đậy gom, mình đàn bà mà. Rồi gom phải mua một bó là 35 ngàn. Một bó 35 ngàn bên nếu một rẫy này là phải 20 bó. Cái nguyên nhân gì sao mà nó lại thất như thế này ạ? Thì đó mưa quá nó đổ không tốt, mưa quá nó oi nước đổ không tốt. Cứ im im cái chơi mưa chân nước có hoài nè. Nó không có rút hết đâu. Mưa dòng nó không có rút hết rồi để đổ nó đâu có tốt nổi đâu. Rồi mấy ngày qua thì cái tình hình mưa bão thì nó ngập như thế nào? Chèn ơi nó ngập đé lên nhầm cái lên mặt dòng luôn á. Lên láng hết trơn nước thấy nước lã chả luôn. Rồi lẹ lẹ nó xuống thì còn đỡ, mà nó chậm xuống là oi nước tiêu. Rồi có nghe nói là mình có cái chạm bơm thì cô thấy nó có hiệu quả gì không? Chạm bơm cũng người ta cũng dở, bơm cũng bơm nữa. Nếu mà nước này là người ta cũng bơm, ở bên ở đầu kia ta bơm, ở đầu này ta bơm. Mà ngoài ra không kịp, nó dồn nhiều quá, nước ra không kịp. Cũng cần đâu vốn nặng tiếp tế, nè, bây giờ không có vốn mà xuống nữa. Bây giờ nè, lần này nào xuống này cũng 7-8 triệu nữa đó. Mùa mưa này làm cực lắm nè. Bắt kêu người bắt mương khó kiếm người bắt mương chết luôn. Rồi mình đàn bà làm đâu có nổi đâu. Người trồng màu cho biết có thể đầu tư lưới che cho giảm bớt thiệt hại cho rau màu khi mưa lớn. Còn chuyện nước ngập thì người dân đành chịu. Vì nước ngập tới chân dòng trong thời gian 2 ngày, rau màu sẽ xuống lá vàng và chết ngay sau đó. Một số người trồng bị thiệt hại đi làm công cho người khác buổi sáng được 60.000 đồng. Còn buổi tối phải đội đèn để tranh thủ nhổ bỏ cải nhà mình. Trước mùa mưa năm nay, bà con cũng đã chủ động nâng mặt đất rẫy và được đầu tư trạm bơm để khắc phục và giảm bớt tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm nay. Dự báo là bão tới rồi, mưa tới rồi thì anh phải rút nước trước một ngày, đặng chi cho có mực nước thấp, đặng anh mới hứng được cái nước mưa. Chứ còn anh đợi mà tới nước tới chân rồi anh đi thoát nữa thì nông dân tụi tôi vẫn ngập thôi. Đó là gì? Chứ tụi tôi không có quy trách nhiệm cho ông nhà nước không phải, mà có cái là thí dụ đây là trách nhiệm chung. Chủ động với nhau rồi thí dụ giờ anh làm cái trạm bơm để làm gì để thoát nước cho dân thì anh phải có một cái trách nhiệm là chuẩn bị tới rồi mình rút trước cho dân đi rồi có mưa đi nữa có ngập đi nữa nếu mà cái lượng mưa lớn dân cũng chấp nhận hết tại cái đó là thiên tai tiêu thoát úng được hết với một điều kiện anh phải làm trước một bước là anh phải thoát nước trước để cho ông trời mưa chứ đừng để ông trời mưa rồi mới thoát nước nó không đúng. Vào thời điểm này, một số diện tích rẫy không trồng rau màu được là do người dân thiếu vốn. Mặt khác, do nước ngập không thể xới đất lên dòng nên phải bỏ trống. Còn nếu tiết mà xuống hạt thì cũng không thể thu hoạch. Bà con rất mong trạm bơm có kế hoạch hoạt động có hiệu quả hơn nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người trồng màu.